lượt chơi của nhạc nốt tìm xong, mỗi lượt người chơi sẽ tham gia bốc thăm các tên bài hát và hát một câu của bài hát đó. Đạt đủ 100 bài hát sẽ nhận được một phần quà đặc biệt của chương trình. Let's go! Tôi là anh Tài Huy, còn đây là anh Tài Phạm Cánh Hưng. Chúng tôi sẽ tham gia thử thách 100 bài hát. Nhậu. Nàng thơ Hoàng Dũng. Anh không, em không là nàng thơ, anh cũng không là sóng gió chát. Ai mang tình này là rồi. Mấy năm hai là cô gái hay mộng mơ xinh đẹp tươi tươi Hương Ngọc Lan. Hương Ngọc Lan. Hát đi nào nhỉ? Góc phố nơi anh hẹn, cây Ngọc Lan xòa bóng mát. Tôi Hương Bách. Ok. Chỉ là không cùng nhau. Của Đức Phúc. À, của Tăng Phúc. Chỉ là hàng này cũng chỉ là không cùng nhau. Rồi được rồi đó. À, ngày mai người ta lấy chồng. Ngày mai lấy chồng. Ai đặt tên cho kia trong mơ. Được rồi. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Someone like you. Never mind a someone like you. Hay quá vợ mà. Đừng như thói quen. Ủa đừng như thói quen là của Jackie. Jackie. Nhớ không nhớ? Đừng như thói. Bài này nhớ nhưng mà. Đó, từ từ ra liền giờ nè. Thầy là qua. Thôi để tạm để đây đã. Về cầm. Đây em để. Chưa quên người yêu cũ hả Nhi? Ừ, bài này em không chưa nghe. Cái gì? Thôi chưa nghe thôi đúng không? Sau lời từ cứ Phan Minh Quỳnh nhạc phim. À... Mấy ngày sau đôi ta dùng mẹ có lá mây bay. Vùng ta để bay hai chúng mình đời qua luôn. Ngày đó con đường tôi Trọng Hiếu. Giờ tôi là Granny và Tò Tí Te. Bài này khó hả? Lên đi đi. Ngày chưa trong bão Bùi Đăng Hương. Tim qua thung lũng và bỗng đêm về bàn chân. How you like that black thing? How do you like that? How do you like that? How do you like that? Cuộc nói chuyện như hai người đàn ông. Một tôi là ghê. Trả cho cô ấy sự tự do. Hai là anh yêu cô ấy cho thật hả? Nhiều. À, ok. Sầu tím điệp hồng. Sầu tím hồng vậy? Bolero, ok. Bài này... Để đây. Ý em sao cây trần? Ý em ra làm sao này nó mang theo trầu cao. À vậy hả? Đại Minh Tinh Văn Mai Hương này em biết nè. Người ta thường nhắc đến em như Đại Minh Tinh. Đại Minh Tinh. Nắm lấy tay anh, nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu diễn xưa. Hứa với anh một câu. Anh cứ đi. Thôi thì anh cứ đi. Đó mấy bài quen nhưng mà. Anh cứ đi là. Đần. Đôi khi là mình si mê, đôi khi là mình muốn nghe. Đi một người, yêu một người đến nói rơi lệ. Được. Cứ đi đây. All I want for Christmas. Đó, con hát câu đó luôn. All I want Christmas. All I want for Christmas is you. I'm not the only one. Bài này cũng quen rồi. Đây. Thật không muốn đâu em ơi, giờ tình đã hết anh sau đây. Thật bất công với em. Đừng như thói quen nữa. Anh sao không nhiều vậy ta? Thế thì mình là đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. Bài nào hát được đại ca đưa em. Một vòng trái đất em ngồi đây, anh ngồi đây. Bên cùng nhau. Người lạ thoáng qua mà này em biết nè. Người lạ thoáng qua. Bài hỏi vô, hỏi chị nghĩ. Giữ đi em thì chi. Giữ em đi. Giữ em đi và nói yêu em. Chưa quên người yêu cũ. Ủa nãy sao hoài vậy? Chắc mình bỏ lại. Chưa quên người yêu cũ có phải là ờ. Chưa quên người yêu cũ có phải là sao hoài. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác Lâm Bảo Ngọc. Okay. X hit me. Chưa quên người yêu cũ có phải là đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, tính luôn anh đưa em cái này. Nhưng mà hỏi hát. Cũng đã gần 3 năm. Rồi, được rồi đó. Oh my ex, it had me.
Ôi gì gì đây quá. Mở 10 tháng sau này. 10 tháng sau em hờn, tháng sau em giận, tháng sau bộ yêu. Ờ kia trên TikTok rồi, tự nhiên cuối rồi. Đây đây, chút nữa tính xong, đây. Tháng 5 suy pin. Mở tháng 6 vậy tới tháng 5. Bài mới. Chút nữa tháng 4, tháng 2 nữa này. Anh là ngoại lệ của em, Phương Ly. À. Giờ cửa em đây, chìa khóa đây. Đó một câu nói, trời ơi. Bật tình yêu lên, tăng di tâm. Tăng đèn bật tình yêu lên. Sao càng say. Rồi, bài này em biết rồi. Bruno Mars là tần tưởng của em, là Marry You. Nhưng mà tiên. But tonight, I want to marry you, đúng không? Tiên nó quên rồi. Rồi bê, bài gì đây? Năm qua đã làm gì? Rồi lúc nhìn lại xem một năm đã trải qua buồn vui thế nào. Không biết là. We can't be a friend. No. My heart will go on, quá biết rồi, Titanic, vô. Oh, my heart will go on. Tao không hình dung được luôn. Starboy. Starboy. Đây, 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 địa chỉ gì? Ngôi nhà hạnh phúc, Mỹ Tiên. Là vì em anh phúng cái có. Nếu thích em thì anh hãy nói quá ai nè. Bí mật của hạnh phúc. Người Kiên Huy Đồng Nhi. Mấy bài này thuộc hết nhưng mà không chỉ là không cùng nhau. Ủa sao hoài vậy? Từng quen Grand Even. Nhạc khó hát lắm á. Từng quen. Mặt trái. Bài này trong đời yêu thương là Hướng Hân nè. Thế giới này để làm đâu em bao nhiêu. Adele Rolling in the Deep. Hay quá ha. To run my heart. Từng bé ơi từ từ, ôi bé ơi từ từ qua luôn. Đừng quen. Cầu anh qua núi, anh thơ này. À, đừng quen. Đi, anh sai rồi tim em lắm lỗi. À, đừng quen. Tàu anh qua núi. À, đi đồng hải vẫn theo bánh con tàu lăn. Thì hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Như mẹ ngước từ hư vô bài quá dễ đâu đó. Đừng ra hệ nước từ hư vô nốt. Đang đó cuốn, đang cuốn. Đây. 2 4 6 38 không chưa được 4% nhưng cũng ok. Tớ tưởng là rồi có 20% chứ. 36 bài thôi. Bài gì? 36 bài. Bỏ vậy hả? Okay. Thế cứ bình thường những nhóm khác nhau à? Những nhóm khác. Mấy nhóm khác ok không? Mấy nhóm khác quán luôn thì bạn đang là nhóm của BB Trần, Đăng Khôi, ST, 77. Ba người luôn hả? Ba người thì 77 đúng rồi. Ủa sao chơi kỳ vậy? Mọi người tự giấy xíu trong mà. Em muốn chơi lẫn trong người ta không? Ôi trời, thôi. Thế còn thấp nhất là bao nhiêu bài ạ? Mình á, 36. Chà. Vậy chắc cái đó chắc có một người chơi á. Đúng không? Ok, thank you.